cầu thủ Phạm Thành Lương sinh ngày 10 tháng 9 năm 1988 tại thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam, hiện đang chơi ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Hà Nội. Phạm Thành Lương từng tham gia tập luyện tại đội bóng đá Hà Tây. Năm 15 tuổi, Phạm Thành Lương gia nhập đội trẻ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ACB. Thành Lương được đô lên đội 1 vào năm 2006. Anh cùng đội bóng này đoạt cúp quốc gia vào năm 2008. Sau khi câu lạc bộ Hà Nội ACB giải thể, Thành Lương chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội TNT. Anh có biệt danh là Lương Dị bởi tài năng hiếm có và cái chân trái dị biệt. Chân trái của anh dài hơn chân phải 1 cm. Anh có 4 lần đoạt quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2009, 2011, 2014 và 2016 và cũng là người đoạt danh hiệu này nhiều nhất. Về đời tư, vào cuối năm 2011, Phạm Thành Lương tổ chức đám cưới với bạn gái lâu năm là Nguyễn Thanh Huyền. Hiện cặp đôi đã có với nhau một trai và một gái. Nguyễn Thanh Huyền sinh năm 1990, cô là cựu sinh viên trường Đại học Lao động Xã hội.